nhiều người hỏi, dạ thưa thầy, con đi về chùa, con tu con chuẩn bị cái gì? Nhưng Đức nói bà chuẩn bị cái tâm bà vô bà niệm Phật. Còn chuẩn bị gì nữa không? Không. Chuẩn bị chỉ cần vô đây lo niệm Phật, rồi làm được việc gì thì chân thật phát tâm nhiệt tình hết mình mà làm, phục vụ chúng sanh. Rồi bà chỉ cần chuẩn bị cái tâm niệm Phật cả đời, rồi ở đây lo tu, quy tắc trong chùa đưa ra làm sao thì làm đúng vậy, nhiều thôi. Vậy con có cần bản đồ đạt đồ theo không thầy? Nhưng Đức nói không lẽ bà ở chùa mà lại đây. Trời ơi, hỏi gì ngộ tới ghê. Bèo bèo gì cũng có bộ đồ lỡ đây chứ trời. Tự nhiên hỏi có bản đồ đạt gì theo không? Nó thôi vậy thì bà tứ đại giai không lỡ đây. Vô đây mà vô gặp những quan. Hiểu chưa? Từ nữa đó. Nên quý vị thấy có nhiều người ta hỏi lạ lắm vị ơi. Hỏi và hỏi tớ luôn á. Ngộ ghê. Đó nên á, một câu vật hiệu mọi vị thấy không, lúc nào gặp nhau cũng vui. Nên á, làm thế nào để duy trì tâm giải thoát cả đời? Niệm Phật. Đúng không? Vì bây giờ mục tiêu là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta về cực lạc, thì chúng ta cứ gọi Ngài hoài thôi. Gọi hoài, gọi chừng nào thọ mạng đến thì Ngài đến à. Mình nói rằng thôi con đợi chừng nào gần chết con gọi, lúc đó sợ mình gọi không được. Mình đợi tới gần chết mình không có quân tập hàng ngày nữa, coi chừng mình gọi tầm bảy. Mình gọi cơm, gọi cháo, gọi quần, gọi áo. Thấy không? Mình gọi tầm bảy nên không có phù hợp vào bổn nguyện, nên Ngài không có đến tiếp dẫn. Nên tuy là cặn tử nghiệp mà niệm tới một niệm tới 10 niệm, nhưng mỗi ngày phải cần quân tập câu Phật hiệu. Vì câu Phật hiệu là thiện căn phước báo nhân duyên. Mà người có đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì mới niệm câu A Di Đà Phật. Nên mình mỗi ngày phải cần niệm A Di Đà Phật để bồi dưỡng thiện căn phước báo nhân duyên. Thì khi thọ mạng đến thì chắc chắn là Ngài đến để tiếp dẫn mình. Mà quý vị coi, quý vị nếu mà không niệm Phật thì cái miệng của quý vị nó sẽ nói tầm bậy. Nên từ bây giờ mình sống trong cái khoảng thời gian còn lại ở cõi đời này, mình cứ niệm Phật. Vì mình niệm Phật thì tự nhiên cái miệng mình nó sẽ có duyên, rồi mình nói chuyện hay, rồi mình phát sinh trí tuệ, rồi con người an lạc vui vẻ. Nên câu Phật hiệu là liều thuốc giúp cho mình an lạc tự tại trong cuộc đời này. Đúng không? Thì vậy là mình niệm Phật là đúng rồi. Còn nếu như mình không niệm Phật thì mình... À chị, là tôi nói nghe nghe này. Tôi nói nghe chị nghe. Cái gì chị? Là ở đây nói nghe cái này. Thấy nãy không? Ngồi với ăn cơm chị thấy gì chưa? Con nhỏ ngồi kế bên chị thấy không? Không biết ở đâu mà nó đem nguyên một cái bánh bự thiệt bự lỡ nó ngồi nó ăn. Tôi nói cả chùa không có cái bánh đó mà tại sao nó có? Tôi nghĩ con nhỏ này, bữa đó tôi lạng ra ngoài đường, tôi thấy ngoài kia nó bán đồ đông dữ lắm. Tôi nghi nó len lỏi làm sao mà nó trốn ra ngoài trước. Tôi sợ là nó bồi dưỡng cho mấy cái ông ngồi gác cổng. Nhờ mấy ông ngồi gác cổng ra ngoài nó mua giùm nó, rồi nó cho mấy ông đó người cục kẹp. Sợ cái vụ này. Nên bà phải để ý cái vụ này để bà báo cho mấy thầy biết. Cái chuyện này tôi thấy không ổn định. Mà lần nào vô ăn cơm tôi cũng để ý nó, là lúc nào nó cũng có cái bánh hoặc một trái chuối, mà trong khi trong đây không có ai có chuối và có bánh đó. Cái này tôi nghi dữ lắm. Thấy nhiều chuyện nhiều điều, chứ cái miệng không niệm Phật là nhiều chuyện liền. Đi xem xét chuyện của người ta hoài, trong khi bản thân mình không lo tu, không lo niệm Phật, mà đi xem xét chuyện của người ta, để cho người trên người ta giải quyết là được rồi. Người ta nhắc nhở người ta giải quyết là được rồi, đúng không? Còn mình dưới mình cứ niệm Phật đi, tốt nhất, đúng không? Đó. Xong á, nếu mà cái miệng không niệm Phật cái, chị là biểu chị. Cái gì nữa trời, bà sao bà gặp tôi gặp bà, sao bà kêu tôi biểu hoài. Sao bà không kêu đứa khác mà kêu tôi với chị hợp nhau. Hợp gì hợp, tôi thấy tôi với bà có hợp gì đâu không. Tôi nói chị nghe là hợp đó. Là nói chị nghe này. Cái gì, bà nói đi. Bà thấy trong chùa có một người mặc một bộ đồ lạ chưa?
Trời trời, người ta bán đồ lạ kể, người ta bà này phải nhiều chuyện tới ghê. Không, chùa này không có bán đồ lạ kiểu đó. Đồ lạ là đồ sao? Cái bộ đồ nó là đồ Muslim. Chùa nó bằng đồ lam không mà, giải lam rồi kia giải bình thường, còn nó bằng đồ Muslim. Bà thấy không, đồ này tôi thấy không có ổn. Con nhỏ này tôi thấy, tôi nghi ngờ cái này lắm nè. Nà, rồi xong, tôi thấy nó cũng hơi là lạ. Bữa sau gặp nữa, không niệm Phật mà, nhiều chuyện. Lại đây tôi biểu, nữa có biểu nữa, trời là trời. Sao mà gặp tôi mà kêu hoài vậy? Nay chuyện gì nữa? Con nhỏ đó vô đây không phải niệm Phật. Nó vô đây nó làm cái gì? Chùa niệm Phật mà vô đây nó không niệm Phật làm cái gì? Tôi thấy nó dẹo tới dẹo lui chút với thầy quý chú. Không đơn giản con nhỏ này. Nếu mà bà mà không mà bà đi xem xét cho kỹ, mấy thầy mấy chú trong chùa này nó bắt sạch nhất hết. Nghe không? Bữa đó tôi thấy rõ ràng nó đứng ngay cái đài Quan Âm Bồ Tát. Nó nhìn ông thầy Nhẫn Quang nó cười. Thấy chưa? Vậy thấy rằng là nếu mà không niệm Phật là nhiều chuyện, nhiều điều mà để ý chuyện của người ta. Người ta gặp mấy thầy người ta cười kệ người ta, tự nhiên cũng đi để ý. Cái bà kia nói tờ ai mà không cười thì gặp nhau thầy khuyên, gặp nhau chào nhau niệm câu ai là bà cười, kết duyên nhau. Không, cái nụ cười nó bà phải để ý. Nói nữa, để ý nữa. Tại sao bà không niệm Phật mà để ý cái vụ này? Bà phải để ý cái nụ cười của nó. Cái nụ cười không có đơn giản, bà hãy nhìn cặp mắt của nó. Cái người niệm Phật mà cười bình thường, cặp mắt nó không phải như vậy. Nói sao cặp mắt nó là sao? Bà thấy cặp mắt nó đi, nó mà cười một cái là cặp mắt đó bà thấy chồng trắng chồng đen nó quay lòng vòng vòng vòng. Trời trời, bà nhìn kỹ thấy ghê. Thôi mắt của bà sáng mà nhìn được, tôi mắt mờ nữa tôi có thấy gì đâu. Tôi thấy con mắt nó là bình thường chứ tôi thấy nó cười cười chứ. Thì sao chồng trắng chồng đen nó quay vòng vòng là sao? Con mắt của nó, nếu bà mà để ý là bà biết cặp mắt của nó là cặp mắt đưa tình. Nó cười với quý thầy, nó truyền cảm hứng tình cảm. Nếu mà việc này mà không giải quyết là quý thầy mấy chú trong chùa rớt hết cho bà con. Thấy chưa? Nó thấy không? Không lo niệm Phật mà lo đi nhiều chuyện, nhiều điều chuyện của người ta. Tầm bậy tầm bạ không à. Nên tâm phàm phu thì nghĩ thấy đâu cũng là phàm phu. Còn tâm mình Phật Bồ Tát thì mình nghĩ thấy đâu cũng Phật Bồ Tát. Nên bây giờ chúng ta vẫn còn phàm phu, chưa phải là Phật Bồ Tát hoàn toàn. Nhưng nếu cái tâm mình mà đặt đến Phật Bồ Tát cho nó nhiều thì mình cũng ít đi nhìn mấy cái chuyện tùm lum, tùm la, tứ tung lang tang chi. Vì cái nơi chốn đông người, nhiều thứ thị phi, càng tìm ra nhiều thứ thì càng sanh thêm phiền não. Hãy gầy dựng chính mình tu làm sao để cho mình được an lạc tự tại. Mỗi ngày nghe ông thầy ông nhắc niệm Phật hoài, mình cứ làm tròn trách nhiệm niệm Phật đi. Mình niệm Phật giết rồi cái tâm mình nó cân bằng à. Cái tâm mà nó thiếu giải thoát, niệm Phật giết nó cũng giải thoát nữa. Còn cái tâm mình càng giải thoát, càng niệm Phật thì nó càng giải thoát. Cái tâm mình buồn phiền mình niệm Phật giết rồi mình hết buồn phiền mình vui. Còn cái tâm mình giận hờn mình niệm Phật giết mình hết giận hờn. Cái tâm mình đau khổ mình niệm Phật giết nó xóa tan sự đau khổ. Tại vì câu Phật hiệu là cái câu mà giải mã những cái thứ rắc rối trong nội tâm. Bây giờ cái rắc rối trong nội tâm có tìm bao nhiêu văn tự để giải thích thì giải thích rồi nó vẫn rắc rối. Nhưng câu Phật hiệu nó có một cái công năng đặc thù. Khi mình niệm rồi là câu Phật hiệu nó chạy vòng vòng trong máu mình. Và tự nhiên nó giải mã trong tâm mình những thứ rắc rối mà bản thân mình chưa bao giờ giải thích được. Nhưng tự nhiên trong một lúc niệm Phật, lễ Phật, mình tu, mình chân thành, chân thật, lạ thay nó tại phát sinh ra những cái nó giải mã cái tâm thắc mắc đó. Tại vì mình không chịu niệm Phật, mình đi tìm đầu này, đầu kia, đầu nọ, đó, tùm lum chuyện. Hoặc đi hỏi han nói đầu này, đầu kia, tùm lum. Như hồi chiều những đứa gặp cái bà nói, thầy ơi sao kỳ quá thầy. Bây giờ tự nhiên con niệm Phật, cái con nghĩ rằng con là Phật. Nói, bà ghê quá, nghĩ là Phật. Rồi có lúc rồi con nghĩ con là Bồ Tát. Có những lúc con nghĩ con là Bậc A-La-Hán. Còn có những lúc tự nhiên con ngồi con cười một mình hoài vậy đó. Thầy thấy con niệm Phật gì có đúng không? Những đức nói, bà niệm gì á? Tôi thấy ớn quá. Bà cứ niệm Phật thôi, sao bà nghĩ tùm lum chứ nghĩ chợ. Đúng không? Bà ký cái chân thành niệm Phật thôi, bà hãy biết bà là ai. Bà là ai? Dạ con là con Lan. Đúng rồi. Bà biết bà là con Lan. Con Lan phàm phu đang niệm Phật A-di-đà để cầu ngài tiếp dẫn.
Chứ tại sao bà nghĩ bà là Phật, rồi bà nghĩ bà là Bồ Tát, bà nghĩ bà là A-la-hán, rồi những lúc bà lại bất an, rồi bà lúc lúc bà lại cười hoàng mình, rồi có những lúc bà sợ bị ma nhập, bà niệm kiểu này coi chừng bà loạn tâm. Là từ nơi cái tâm mong cầu cảm ứng mà bà sanh ra nhiều thứ để nó dẫn dắt bà, coi chừng bà điên đó. Nên những đức khuyên bà là ai? Dạ con là con Lan thầy. Bà là con Lan, bà phải biết bà là con Lan. Con Lan phàm phu đang niệm Phật và cầu một ngày nào Phật đến tiếp dẫn con Lan về cực lạc thôi. Bà chỉ nghĩ bà là con Lan, bà nhớ bà là con Lan, nghe không? Chứ không phải là con gắn hổ mang. Bà phải biết bà là con Lan, bà niệm Phật vậy thì không có con ma nào nhập bà hết trơn á. Con người mà bị con ma nhập là do bà quên bà là con Lan. Chứ nếu bà biết bà là con Lan, và bà biết bà đang ngồi đây niệm Phật, bà đang vọng tưởng và bà cũng đang niệm Phật, rõ ràng mạch lạc thì không có con ma nào nhập bà trơn á. Hiểu chưa? Nên trong cái đại chúng đông nghe rõ nghe. Ừ, tu mà không bị ảnh hưởng cái gì hết trơn là do gì mình biết mình là ai. Như tôi lên tôi niệm Phật, tôi nói tôi là thầy Nhẫn Đức, tôi biết tôi đang niệm Phật. Vọng tưởng à, đó là vọng tưởng. Còn tôi đang niệm Phật là phải niệm Phật. Một bên là vọng tưởng, một bên là niệm Phật. Mày cứ vọng tưởng, còn tao cứ niệm Phật. Cái chuyện tao cứ lo niệm Phật. Còn vọng tưởng là chuyện của mày. Giống như người trồng lúa thì cứ lo trồng lúa đi. Còn người nhổ cỏ thì lo nhổ cỏ đi. Còn người đắp đường bờ thì lo đắp đường bờ đi. Mỗi người đúng cái trách nhiệm của mình mà làm. Vậy thì cái tâm tu quý vị cứ gầy dựng lâu dài thì tự nhiên nó có đạo tâm. Đúng không? Đó. Đừng có đi tìm hiểu cao xa. Mình tu hành, mình mới vô chùa, mình cứ duy trì từ căn bản. Dù mình ở ngoài đời mình biết có nhiều thứ đi chăng nữa, mà mình đi vô chùa mình tu, mình cứ gầy dựng căn bản. Dù là cái người quản chúng họ không cần nói nhiều biết bằng mình, cái người giảng pháp họ không biết bằng mình, nhưng họ là vai trò, họ là người có cương vị và họ làm được những việc mà mình không có làm được. Còn mình biết nhiều nhưng mà mình nói người ta không có nghe là vì mình không có đủ cái phúc đức đó mình làm. Nên mình cứ gầy dựng căn bản và biết chấp hành quy củ, và mình biết tâm kính trọng, thì tự nhiên mình ở trong đạo mình tu là mình có đạo. Thấy chưa? Đó. Giải thích rất là rõ ràng. Riêng bản thân Nhẫn Đức xin tươi với quý vị, có nhiều cư sĩ Nhẫn Đức cũng không biết nhiều bằng quý vị nè. Vậy mà Nhẫn Đức lên giảng pháp rầm rầm làm bao nhiêu chuyện được, là do từ căn bản đơn giản. Dù có biết nhiều cũng không muốn biết nữa. Nhẫn Đức có những cái Nhẫn Đức cũng biết nhiều lắm mà Nhẫn Đức không muốn biết nhiều. Tại vì sao? Vì những cái Nhẫn Đức biết nhiều đó Nhẫn Đức nói vì không có làm được. Và riêng bản thân Nhẫn Đức cũng chưa chắc làm được. Thà Nhẫn Đức nói cái đơn giản nhất mà chúng ta cùng làm được. Tu sao không biết, nhưng mà nó đừng có ngơ ngơ như bò đổi nón. Tu sao mà nó vui vẻ, ăn ngon ngủ yên là đúng rồi. Ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được là phiền. Cái bà kia nó phải niệm Phật cả đêm, mà sáng bắt bưng tô cơm mới làm nè. Múc cơm mới làm, múc lên mới làm. Nó tôi nhìn bà được thấy có vấn đề. Có vấn đề thiệt luôn. Nó dạ tôi thầy con niệm Phật dữ lắm thầy, con niệm ngày niệm đêm. Nó bà niệm cái này với bà sắp sửa. Sắp sửa gì thầy? Bà sắp sửa bà trợn. Tổ là trợn. Người ta niệm một câu còn hơn mà niệm một đêm nữa. Hiểu không? Cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp nhị lực. Tự lực là bản thân mình tin pháp môn tịnh độ, còn nhị lực là sự tiếp dẫn của Di Đà. Vậy bà niệm cả ngày cả đêm này bà niệm để làm gì? Con niệm để mà con thấy Phật Di Đà. Để con niệm để mà con thâm nhập cảnh giới. Bà thâm nhập cảnh giới làm chi à? Tại sao bà niệm Phật bà tu mà bà đi cầu thâm nhập cảnh giới làm chi cho bà cực chi? Sao bà không làm người thế gian bình thường, rồi bà niệm Phật rồi từng nào Phật đến rước bà đi về, bà đi theo Phật. Khi bà đi theo về thế giới cực lạc thì tức khắc bà thâm nhập cảnh giới, chứ bà đi làm chi cho nó cực ở cõi này. Đúng không? Ở cõi này chúng ta đều là sống dưới những con người phàm phu ở thế gian. Cảnh giới mình là cảnh giới phàm phu mà cùng sống với phàm phu, mà tâm mình lại là tâm giải thoát, nghĩa là đúng. Còn bây giờ bà muốn thâm nhập cảnh giới gì? Thâm nhập cảnh giới gì ở đây? Không lẽ bây giờ bà niệm Phật thời gian mà nói tôi là Bồ Tát? Này các con,
đó là tao, bà nói kiểu đó nó vượt và nó quýnh bà te tu luôn. Nó bà tào lao không có đúng, ai tin bà, công an nó bắt bà luôn á, cho bà biết. Chạy lại bà nói tôi là Bồ Tát, nó bắt bà bây giờ cho Bồ Tát. Sợ xanh mặt xanh mày đúng không? Nên từ nơi đó mình là phàm phu, ở trong cảnh giới phàm phu. Nhưng có những loại phàm phu toàn là vì danh lợi mà sống. Còn ta là phàm phu, nhưng biết đem cái thân phàm phu để học theo Phật Bồ Tát, làm việc của Phật Bồ Tát. Đúng không? Đó. Chứ đừng có đòi hỏi cảnh giới gì cao xa. Mục tiêu mình niệm Phật là chờ Phật đến trước thôi, vậy là được rồi. Cứ niệm Phật đi, chứ đừng có mà ngồi đó niệm mà sao Phật lâu đến trước dữ vậy Phật. Phật không thương con sao Phật. Đi Phật bao nhiêu năm đây. Chồng con chữ không sao. Gì mà từ bây giờ Phật chưa đến được để tờ ở. Phật ơi là Phật, sao ngày không đến được con sớm sớm đi Phật. Ngày nào chồng nó cũng chữ chết mù luôn. Bộ Phật không thương con sao Phật. Mấy bà niệm cái này có chừng bị điên. Ủa là tao, Phật đã dạy mình là thiếu nợ thì trả đi con, đừng có than vang làm gì, hiểu không? Chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi con, chừng nào Phật đến rước thì Phật rước, con đừng có trách Phật. Nếu ai trách Phật mà Phật cũng đến rước, vậy tôi cũng đi trách Phật để Phật rước tôi phước cho rồi. Mình đã mang cái thân tứ đại này sanh đến thế gian thì bao nhiêu món nợ chúng ta ở cái cõi đời này đã tạo trong những đời kiếp trước, thì bây giờ đã đến đây thì phải gặp nhau để mà trả. Trả đến lúc mà bản thân mình đã xong ở cõi đời này thì lúc đó Phật đến rước mình, chứ mình trách Phật chi à. Vậy thì cái nguyên lý của câu Phật hiệu mà niệm để làm gì thầy? Câu Phật hiệu niệm là nó để giải mã cái tâm phàm tục của chúng ta, cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Tại vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Nên mỗi ngày mình niệm A Di Đà Phật là mình niệm vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác. Còn mình không khéo, mình lựa cái gì đẹp đẹp mình giác thì mình phiền não chết mồ mình luôn. Còn đây là niệm câu Phật hiệu để nhắc mình vô lượng giác. Khi ngày xưa mình chưa biết tu, ích kỷ nhỏ mọn, cái gì cũng nghĩ cho mình. Bây giờ đến lúc mình tu rồi, nó giác ngộ rồi, dù nghĩ cho mình cũng là gì ngươi mà nghĩ. Hiểu không? Giảng sanh cũng vì ngươi mà giảng sanh. Nhịn người cũng vì ngươi mà nhịn người. Quýnh người ta cũng vì người ta mà quýnh. Chữ người ta cũng vì người ta mà chữ. Nếu quý vị có khả năng đó thì tất cả những việc quý vị làm đều vì người ta. Nhưng mà muốn vì người ta để thành đạt bản thân mình, thành tựu bản thân mình, thì mình phải là giả trang phiền não, chứ không có phiền não thiệt. Nếu như mà thật sự phiền não thì mình thành ông lão luôn, già chát luôn cho mà biết, nghe chưa? Cẩn thận. Nên có câu hay nè: đừng bao giờ phiền não mà cầu toàn. Đừng bao giờ phiền não mà cầu toàn. Nhớ kỹ nghe. Phiền não là cầu toàn là sao? Đứng một khâu làm việc, một vị trí nào được đặt trách, tâm mình rất phiền não, nhưng vì người trên đặt trách mà bản thân mình phải nỗ lực để mong cho công việc này nó hoàn toàn tốt, rồi sân si khó chịu với người ta. Đó là đừng bao giờ phiền não mà đi cầu toàn, mà trước nhất bản thân chúng ta phải gầy dựng, làm hết trách nhiệm mà tùy duyên. Hay câu này, hay nè nha. Nhớ kỹ. Đừng bao giờ đặt vấn đề là người trên đặt trách cho tôi, bây giờ tôi có phiền não cỡ nào tôi cũng phải làm cho xong việc. Cái này mai mốt mình bức rồi, người trên còn dùng mình được đâu. Mình bức rồi, mình te tua tả tơ hết năng lượng rồi, sao mình làm đây? Nhưng mà muốn trong nội bộ nhỏ của mình mà thành công thì nhất định phải làm cái việc gì? Làm hết trách nhiệm, là bản thân mình đã làm hết trách nhiệm. Nhưng tùy duyên là mình không có đặt vấn đề nặng nề,
Nhưng mà cái người bên cạnh mình họ sẽ vui vẻ hoan hỷ để họ cùng làm với mình. Như vậy thì mình mới thành công được cái pháp thế gian và xuất thế gian. Đó, nên mỗi một cái khâu lãnh đạo nhỏ là nhất định không có được mà tối ngày sân si phiền não. Vì mình sân si phiền não mình nói ai bây giờ? Nếu như mà lúc nào những đức qua đây cũng gặp quý vị mà những đức nói cho mọi người nghe chứ. Tôi mà sân si là chết với tôi giết hết mấy người. Mấy bà già tôi bóp mũi ba. Mấy bà chết queo. Quý vị coi, nói câu đó ai tin, ai mà nghe quý vị. Ông thầy này ông qua đây là ông chữ chết mồ luôn. Mỗi mà tuần thứ hai ông qua là ông chữ cái dưới lóc. Ôi mấy bà gọi cho anh đi ngồi đi. Tôi xuống dưới ngồi. Đi ngồi gần quá, văn miễn chết mồ. Cái mặt cả tuần nay không có nổi miếng mụn. Mà lần nào mà qua nghe ông giảng buổi thứ hai về là mụn nổi đầy mặt. Tại vì sao? Ông phan xuống văn sát nước miếng tùm lum. Cuối cùng mặt nó mụn đầy. Tôi ông này ông ghê lắm. Tôi nói tôi không có ngồi trên đâu. Cái đầu mấy thầy ở dưới nó bà lên chết. Tại sao thầy giảng mà không lên? Ố, đừng có cho tôi lên. Sợ lắm trời trời. Bà lên. Thầy giảng mà chỉ có hai ba người ngồi ở trên leo que. Mấy bà chạy xuống dưới bà ngồi. Bà trốn câu cây gì? Ra đây. Tôi bắt bà. Bà chú tập trung đẩy mấy bà già lên. Rồi mấy bà già lên. Kéo mấy bà lên mấy chú ô. Chào chào mấy bà đây kéo pháp và kỳ cục của chợ. Sao mà thầy qua giảng mà mấy bà chốt với chơi kỳ cục mình? Không, đừng có bắt tôi thầy ơi thầy. Tôi sợ lắm. Từng nào tới ai qua cũng chữ. Tôi ngước mặt rồi tôi nhìn chữ tôi không à. Mấy thầy ơi mấy thầy. Mấy thầy lựa mấy bà công tu mới vô chưa biết đưa mới lên đi. Thấy chưa? Nếu mà những đứa vậy thì mấy bà già mỗi tuần thứ hai bên bảo tháp bà xin ở bệnh đỡ tu. Tại vì sao? Vì xa quá đi mỏi chân. Còn bên đây tùng lâm bà nói thôi để con lên chánh điện tu gì đi không nổi. Bà tìm cách mọi cách mà không có qua đâu quý vị ơi. Còn cái này mà chịu mà cho qua cái vị chống gậy rồi xe lăn gì nó đẩy tá lạ binh. Là tại vì sao? Vì nó vui quý vị. Vui mà thêm bữa nay có bánh mì với sữa. Thấy chưa? Nên người ta quý vị thấy không? Cái tâm người ta, ta nghĩ cho quý vị ngồi bên dưới. Hôm nay ta khuyến mãi thêm ổ bánh mì lùi nữa. Thấy không? Nó cái này nè, ta không có đơn giản. Nhìn vậy đó nghe. Đừng có nói nghe đơn giản. Nghe nói thôi tờ ơi thầy cũng giảng vậy thôi. Con mà nghe thầy giảng là nghe thôi. Chứ đừng có nói mà bánh mì với sữa gì. Không có con cũng nghe nữa. Nhưng có càng thích hơn. Không có thì cũng nghe mà có càng thích hơn. Đúng các cụ à, nên nó từ nên tìm được cái thời gian giảng á. Mình phải giảng làm sao cho nghỉ trước thời gian tu. Ai mà không thích? Trời ơi thời gian này ngộ lắm. Mấy vị nói tu nhiều tốt. Ờ ông tu đi. Ông tăng thời gian lên đi rồi ông biết. Ví dụ như hồi nãy bây giờ tờ khóa tu của chùa nó có 1 tiếng mấy à, nó ít quá. Bây giờ thêm 40 phút nữa. Ở dưới bà nào bà nói ngồi làm nè. Thấy chưa? Tu nhiều tốt. Mấy vị tăng giờ đi rồi bị sẽ biết. Nhưng mà bữa nào nói thôi bữa nay á à, tu 1 tiếng thôi. Ô hô, vỗ tay. Thấy chưa? Chúng sanh nghĩ sao người ta hoan hỷ thôi quý vị. Hiểu không? Nên đi đến đâu cũng làm cho người ta vui vẻ hoan hỷ. Chứ vị nói tu nhiều tốt nó chưa chắc đâu nghe quý vị. Nó ngồi đó tu nó te tua tả tơ. Nó bực bội nó sân si lên. Nên giảng pháp phải trước thời gian họ nghỉ. Thì bản thân của họ nói ô từng này thầy giảng rồi. Ô ngồi vui một chút xíu sẽ được uống sữa và nghỉ ngơi. Không phải. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Đây là phương pháp chỉ mấy anh em đó. Chứ không phải nói mà đi đến đâu nó tu nhiều. Mày tu nhiều cho tao không. Nó ngồi với tôi sợ ông này lắm. Mỗi lần ông đến ông kêu tôi tu nhiều.
Đó, nhưng mà mình cho người ta tu vậy người ta thèm. Thèm xong nghe, người ta sẽ đi xiên bấm số niệm Phật. Có nghĩa là cái cõi đời này tu phàm phu nó phải nhiều mảng gom lại. Cái chút, cái đầu này, cái đầu kia, đầu nọ gom lại. Thì nó phải, chứ trực diện một chỗ mà tạo ra một đống thì nó ngán lắm. Đúng không? Nên mình phải dùng nhiều cách để gom lại từ từ. Cái căn tính phàm phu là như vậy, mình phải hiểu nghe quý vị. Tôi ngày xưa mà nói thiệt chứ, tu ngày, tu đêm, tôi làm qua hết chân nè. Tôi đi vô chùa trong 5 năm là tôi rèn tất cả các cách luôn rồi. Nè, bằng đêm ngủ 2 tiếng nè, tối 11 giờ thức dậy lễ Phật nè, 7 giờ đi chữ người ta nè. Không phải chuyện giỡn đâu. Tôi 11 giờ tôi đi lễ Phật nè, tôi lễ Phật cho tới 3 giờ sáng nè, xong bắt đầu là gì, tôi đi rửa mặt nè, rửa mặt xong tôi qua tụng 12 chương kinh nè, Vô Lượng Thọ, xong tôi lễ Phật, tôi tu với chúng luôn là cho tới 6 giờ, rồi từ 6 giờ bắt đầu là ngồi xuống, bắt đầu tôi chuẩn bị khai khẩu, chữ tá lã âm binh, chữ cả chùa luôn, chữ tối ngày luôn, kinh khủng không, phiền não sân si cục cục, thấy không, nó phiền não sân si cục cục là quý vị biết là cỡ nào chưa. Rồi xong rồi tôi thấy cái mồi ăn cơm mà ăn nhiều tôi thấy cũng không đặc biệt. Tự nhiên nó suy nghĩ tầm bậy, suy nghĩ cái chuyện bây giờ mai mốt lỡ không có cơm lấy đâu ăn. Tự nhiên giờ có cơm ăn cái nghĩ mai mốt không có cơm lấy cơm đâu ăn. Tự dọ mình cái tự nhiên cái không ăn cơm. Không ăn cơm mà ăn gì, ăn rau chơi được không? Tự nhiên đang ăn cơm bình thường nghĩ ăn cơm. Đúng buổi trưa ăn đúng dĩa rau. Kêu cô kia làm dĩa rau ăn. Làm dĩa rau xong cái chấm muối ăn ngon quá. Trong bụng lại nói, vì mai mốt lỡ không có rau thì sao? Tàu lao tự nhiên cái giỏ mình cơ vậy đó. Trời trời, mai mốt lỡ không có rau rồi sao? Nói, vậy thì sao? Ăn giỏ chuối thử ra được đó. Cái giỏ chuối người ta lột ra, cắt giỏ chuối để lên làm dĩa. Dĩa thế rau. Tại rau mà lỡ mai mốt có rau thì sao? Còn giỏ chuối thì nó vứt đầy đường thì lụm đâu mà ăn được. Tự nhiên suy nghĩ cái chuyện đi cực mình không à. Cái tự nhiên lấy giỏ chuối, lấy giỏ quýt, giỏ cam đồ để lên dĩa ăn. Ăn thế buổi cơm. Mà đúng buổi trưa à. Ăn xong chậu là trời tiêu chảy muốn chết. Kinh khủng không? Chịu biết mấy tháng chưa? Trời chịu 3-4 tháng mới ghê chứ. Ốm ho gầy mòn, xanh xao vàng giọt. Gặp người ta ăn cơm chảy nước miếng. Mà bây giờ lỡ phát tâm rồi, bỏ liền thì mắc cỡ. Ngã mạng kiêu ngạo. Xong á, tu xong chữ người ta, vì tôi ăn vỏ chuối, mấy bà ăn cơm. Tu vậy đâu mà ăn uống còn hơn cái gì. Thấy tôi chưa? Sáng 11 giờ thức rồi. Lễ Phật tới giờ này qua tụng kinh niệm Phật, còn chút đi làm việc nữa nè. Nè, ăn cơm đúng, ăn buổi trưa vỏ chuối không? Vỏ cam, vỏ bưởi không, mấy bà thấy chưa? Ăn chi mà dữ vậy? Ăn cái này sao giải sạch trời trời trời. Chữ sùm cả chùa hết chứ. Phiền não sân si, ốm nhơm, ốm nhách. Mà trời ơi, có mấy bà sư cô bá chơi ác. Mình đã ốm nhơm, ốm nhách, mình nhìn mình biết mình quá bèo à. Vậy mà bà gặp mình, bà nói, công nhận thầy lúc này hảo tướng ghê. Chơi thêm câu lạnh ngắt. Gì ngã mạng nữa, cái câu đó người ta nói bây giờ sao bỏ. Mình định chiều nay mình ăn cơm lại, bà nói câu nữa. Ăn vỏ cam nữa, chơi luôn. Ghen, đó là gặp mặt mà nói, thầy hảo tướng thấy ghê. Nói trời trời sao tôi soi gương tôi thấy tôi xấu dữ lắm mà sao. Quá trời xấu mà sao, bác kia bác nói tôi hảo tướng trời. Không lẽ cặp mắt mình bị sai. Tiếp tục ăn vỏ cam, vỏ chuối. Quý vị biết rằng hồi xưa ăn cơm mạnh thấy ghê. Vác 2 bao xi măng cũng được, chạy dù. Nằm mạnh dữ lắm. Khi ăn vỏ cam, vỏ chuối vác có nửa bao xi măng đi. Có nửa bao mà đi làm gì nè. Xong mấy cái chú làm việc chung nói, ủa chú hiền sao mà hôm nay chú vác xi măng đi kỳ vậy. Nói, tao đi tao niệm Phật mày. Hỏi hoài tao thấy tao mệt mỏi với lắm hết. Ốm quá mệt quá, vác có nửa bao xi măng đi nó rung quý vị. Rồi gió thổi mây bay đi, chỗ là trời. Thấy ghê chưa? Nó, mình chờ còn hơn, mình chờ coi có ai mà. Mà gọi là giống như là khuyên mình ăn cơm lại. Nói sao bụng vô cả chùa này sao nó kỳ cục vậy. Không có đứa nào mà nó lợ mà nó mà
mà giống như là giống như mà khuyên mình nên ăn cơm lại để vì chúng mà sống tiếp tục để lo cho chúng. Sao kỳ trời, sao đứa nào nó nói tiếng nào hết trơn cái trời. Tôi thấy mình giờ ốm yếu vậy lắm mà sao nó không nói tiếng nào. Cái gì mình nói tiếng đại đi rồi mình lên chúng mình nói là tại vì có người người ta đến người ta cầu mong mà mình ăn cơm lại có sức khỏe lo cho chúng. Nên là thấy thầy ốm quá chúng con ăn cơm cũng không ngon lành gì. Phải nó nói tiếng vậy đi mình ăn cơm lại sao không nghe tiếng nào nó nói chứ. Ồ quý vị ơi, thấy ghê thì quý vị. Còn mấy cái ông mà đi theo những đức quý vị, trời ơi những đức ăn sao mấy ông ăn theo vậy? Cha nào cha nấy, con mắt nó lòi ra chứ. Đi cũng gãy, năm bảy ông, nhìn giống hình con ma. Nó ốm, nó đen thui rồi bạn đồ đen đi long ngong. Ừ, chạy xe ông đa mà gì được, gung gì nè. Đi nghỉ đi. Trong lòng nói cái đà này sống lâu, nhưng mà thôi để chờ cơ hội có cái ai mà khuyên mình ăn cơm lại không chứ giờ đã phát nguyện rồi bây giờ mà tự nhiên đi ăn cơm lại mắc cỡ quá. Cuối cùng đâu có ai khuyên ăn cơm. Cứ nói trong chùa này sao nó vô tình vô nghĩa vậy đâu. Tại mình đâu gì ông giác mà đứng cái nói mình hảo tướng quá. Tàu quý vị ô thấy người ta ăn cơm thèm, thèm chết mồ luôn. Đi ngang mà thấy ăn cơm chữ ôm sùm chứ. Tại mình không có được ăn mình tức. Thế trời ơi, tôi muốn nói điều này nghe quý vị phải nghe kỹ rồi tự mà suy nghĩ lại mình. Đừng có nói làm cái chuyện ghê gớm mà tự nhiên nó sanh phiền não đó nghe. Cho mình cao xa quý vị. Ý tôi nói tôi vậy đó. Nói nhưng mà cái sự truyền tải của những đức á, nó làm cho quý vị vui. Nghe không? Thì cuối cùng những đức kêu 7-8 anh em, 8-9 anh em đi chung á, thì ăn Iran theo ông nào ông ấy sắp chết hết rồi. Thì những đức mới nói thôi bây giờ mấy ông á thị hiện đi. Mấy ông á kiếm cái chỗ của đại chúng, những đức đang ngồi nói chuyện mấy ông là quỳ xuống. Mấy ông nói thôi bây giờ á nhà chùa thì ai cũng ăn cơm, bây giờ thì chú quản chúng mà cứ ăn gì chùa ăn cơm có ngon miệng. Thôi mong mà chú ăn lại bình thường, hồi xưa kêu chú hiền không à. Nói thôi giờ tôi vì mấy anh em mà tôi ăn cơm lại. Bây giờ không có ai lỡ dám nói, bây giờ kêu băng nhà nói luôn. Trời ơi, rồi nhịn ăn gì, rồi cuối cùng vớt lại hai buổi mà nó vẫn còn thèm buổi chiều. Vớt luôn buổi chiều, cuối cùng đau bao tử. Tại vì mấy tháng trời không ăn, bao tử nó teo lại. Bây giờ bỏ cơm vô ăn, nó thèm ăn, ăn còn hơn ma. Còn hơn ma đói ăn. Kinh khủng không? Đó, đó là những thời gian những đức đã rèn qua hết trơn rồi đó quý vị, kinh lắm. Còn bằng đêm mà không có chịu ngủ, tàu lao vậy đó. Đang ngủ ngon với cài báo thức ôm sùm. Tàu có ra trời đôi tay ngủ muốn chết luôn. Vậy mà cài báo thức ôm sùm 11 giờ khuya. Cài ôm sùm hết. Rồi thức dậy đi lại Phật. Thấy không? Rồi có khi lại có mình trước đài Quan Âm. Lại chút nghe gió thổi. Nhìn giáo giác đâu biết sao. Cái buồn. Trời. Lấy hoa con mình mà gió đâu mà thổi lạnh dữ trời. Rồi gặp ở trên đó Đức Trọng Đà Lạt nó lạnh lắm. Lại một chút mà nó vừa lạnh ớn ớn mình gió thổi ngu ngu. Tự nhiên cái tâm nó sợ ma. Thấy chưa, cái này mới ghê nghe. Nên cái người mà bằng đêm mà trốn đi lễ Phật mình coi chừng ma nhập chết mồ. Nhiều người bị vậy lắm á. Nghe chưa, tu theo chúng á, bình thường đi, duy trì lâu dài. Cái niệm Phật mà tiêu nghiệp là do cái tâm mình nó dịu lại đối với nghiệp. Chứ đâu phải là nói niệm Phật tiêu nghiệp, mà là mình niệm Phật, mình hiểu biết. Nó dịu cái tâm đối với nghiệp. Ngày xưa mình săn hẳn là tâm mình thô đối với nghiệp. Nên muốn giết nghiệp, nhưng nghiệp nó đâu có giết được đâu mà tiêu. Tại vì nghiệp nó không có hình tướng, sao mà tiêu.
Cái tiêu nghiệp là chỉ có quên nghiệp. Dù ngày xưa đó từng tạo tội nghiệp chướng nặng nề gì, chữ cha mắng mẹ, hỗn ẩu với thầy, đủ chuyện tội lỗi, sát sanh hại vật. Nhưng từ hôm nay nghe được Phật Pháp thì thành tâm thành ý, từ bây giờ cố gắng tu, cố gắng niệm Phật, cái tâm nó dịu lại đối với nghiệp và nhớ Phật thì tự nghiệp tiêu. Đúng không? Chứ nếu như mình đặt vấn đề là con là người nghiệp chướng nặng nề, rồi con bây giờ phải nỗ lực tu, nỗ lực niệm Phật ngày đêm để cầu tiêu nghiệp, thì đem cái việc niệm Phật để cắm vào cái nghiệp, giống như lấy nước mà tưới vào cái gai, thì làm sao mà diệt được cái gai. Nên chúng ta cứ lo niệm Phật, quan hỷ niệm Phật, dù cái nghiệp chướng nặng nề, cái gì bệnh đau gì, nhưng dịu cái tâm lại, nói với mình rằng thiếu nợ thì trả đi, không có muốn than van, rồi xong niệm câu A Di Đà Phật, thì tự nhiên lâu ngày quên nghiệp thì nghiệp tự mất. Nhớ nghe, quên nghiệp thì nghiệp tự mất. Ví dụ như cái chú này ông chích xì ke, thì ông ở ngoài đời ông gặp bạn xì ke thì ông đi chích xì ke hoài. Nhưng mà khi ông đi vô chùa ông tu thì ông nhớ A Di Đà Phật, thì ông nghĩ rằng mình làm người bình thường thì vẫn hạnh phúc hơn là cái thằng xì ke. Nên từ nó đây ông lập trình lại ông là người bình thường để ông tu nhân tích đức lại. Thì cái tâm tu nhân tích đức mà được dạy, nó gầy dựng cho mình một tư tưởng, một khả năng phấn đấu làm người tốt đẹp lại, thì cái tâm đó nó dũng mạnh lên. Còn cái thằng xì ke của ngày xưa là mình á, nó hạ cái tâm nó xuống. Còn cái tâm mà thiện lành nó mạnh lên thì cái thằng xì ke kia tự nhiên từ từ nó mất tiêu. Nó vậy đó, hiểu không? Nên á, tu hành tiêu trừ nghiệp chướng á, là không phải là mình đàn áp nó đâu, không phải là mình đè phục nó, không phải là mình á, lúc vọng tưởng mình niệm có Phật hiệu mình đè, không phải. Mà là dịu cái tâm lại, dịu cái tâm hoàn toàn lại để niệm. Vậy thì tự nhiên mình quên à. Nó nên cứ gầy dựng hoài cái tâm niệm Phật, gầy dựng hoài cái tâm giải thoát, thì cả đời mình tu mình không có mắc cái tâm giải thoát đâu. Nên mỗi một con người á, làm việc gì đi chăng nữa, bận biểu gì, nhưng cứ niệm Phật trong cái công việc đó đi, thì quý vị sẽ không bao giờ thối tâm bồ đề đâu. Chùa mình là được nhắc nhở nhiều nhất, gầy dựng một pháp tu vô cùng chuẩn xác. Nên nhà Đức nói rằng pháp tu chùa mình gọi là pháp tu độc lạ đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chùa mà chỉ có một câu Phật hiệu mà gầy dựng, mà mỗi ngày có một người giảng pháp một câu Phật hiệu này dẫn dắt hoài, mà tu chỉ có một câu Phật hiệu, phương pháp tu đúng một câu Phật hiệu, đúng gọi là pháp tu độc lạ. Nó rõ ra là pháp tu độc lạ đó. Các vị đi tìm kiếm đi, từ xưa tới bây giờ ít có cái điểm chùa nào mà đông người mà chỉ có một câu Phật hiệu mà áp dụng gì lắm. Là độc quyền nữa chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu, mà lạ kỳ nhất rồi đó. Nên cái người mà đi đến đây là những con người này chắc cũng là những người lạ. Những người không đơn giản. Hiểu không? Các vị thấy mà những đứa cũng còn ho đó, mà những đứa nói chuyện đó, cũng háo hức. Hiểu không? Tại vì mình vì người ta mình vui. Một ngày nào thì mình cũng chết thôi, cần cổ sao còn. Người còn chết thì vẫn nói chuyện cần cổ. Có cái bà cứ nói chào thầy dưỡng cần cổ để đi thầy. Bà dưỡng cần cổ đây đi. Một ngày nào có chừng thầy nói không được nữa. Chắc chắn là một ngày nào nói không được là chắc chắn rồi. Vì sao? Chết rồi còn sao nói. Hiểu không? Ai trong cuộc đời này mà không chết quý vị? Có ai mà sống hoài không? Nên chúng ta đi đến đây, thà một năm chờ mà chân thật làm việc ý nghĩa còn hơn trăm năm sống vô nghĩa. Đúng không? Nó nên những đứa đi tu 10 năm, 15 năm chờ, những đứa thấy rằng nó ý nghĩa thế ghê. Làm bao nhiêu việc trong cái cuộc đời mình đi đến cái cõi này, từ tài thí pháp thí vô ý thí chân thật làm, nó lây quay rồi tới lễ viết Phật A Di Đà. Cái lễ này là đại pháp hội, nên Phật tử khắp nơi nơi nghe dọn nhà dọn cửa đến đây mà tu 3 ngày. Dọn nhà dọn cửa đến đây lại kêu cụ quyền thất tổ ông bà chư hương linh thai nhi chòm sớm láng giềng thổ địa thằng hoàng khu vực ở đây tu.
Cái ngày đó là cái ngày mà siêu độ những người hữu hình vô hình. Quý vị biết rằng cái cảnh giới mà vô hình mà được siêu độ là cảnh giới hữu hình như chúng ta sẽ được an vui. Không? Nhà nào mà lộn xộn lu bu, vợ chồng đánh lộn suốt, trước khi lễ dưới Di Đà thắp nhang trên bàn thờ nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình có lộn xộn lu bu hoài. Con nghe thầy nói mình mà sống lộn xộn lu bu là do vì cảnh giới phần âm, cảnh giới chưa siêu thoát, người ta đang ở xung quanh mình quấy rối. Bây giờ có một đại pháp hội mà tôi phát tâm tôi đi Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chư hương linh dùng đất ngày đi theo tôi, lỡ đó tu, nếu thấy được thì ở đó tu luôn. Đúng không? Còn nếu mà ở đó thấy mà đông đúc quá về đây tu, còn nếu thấy được thì Phật ấy đà phóng quang thì đi theo luôn đi. Đi lỡ đó vui dữ lắm. Ba ngày thầy cúng thí thực đủ quá trời, nhưng thầy Đức giảng pháp vui dữ lắm. Lỡ đó nghe thắp nhang nói như vậy đó, khi quý vị đi người ta đi theo quý vị chứ à. Chứ đừng có nói đi lỡ đó rồi ông thầy không bắt ở đó luôn, trời người ta nghĩ đi đó. Hiểu không? Nói tùy duyên người ta đi. Nói không? Mà lỡ nghe cái đại pháp hội này nghe, 17, 18, 19, 3 ngày không đơn giản. Đức Phật A Di Đà ngày phóng quang. Phóng xuống, vèo vèo xuống. Những cái người mà ở đây nè, những người làm công quả này nè, quả này nè, quá đơn giản. Nhưng quý vị biết á, tại sao mà cái người ở trong chùa này mà mỗi ngày vui gì quý vị biết không? Mà những đức bệnh mà những đức vẫn vui, quý vị biết vì sao không? Biết sao? Biết. Vì sao? Vì được tắm mình trong quang minh mỗi ngày luôn. Vì bổn nguyện Di Đà rõ ràng nói rằng quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật, nên mình niệm Phật là quang minh Phật A Di Đà ngày soi gọi xuống. Thì vui chứ sao? Thôi bị tán thán bổn nguyện Di Đà như vậy, nghe mười phương chư Phật nghe quý vị, các ngài tán thán quý vị đó. Ô cõi ta bà, cõi ta bà có một cái đạo tràng quang minh rực rỡ. Ô chưa, các ngài nói ô chúng sanh quá đông. Ôi ơi, cái cõi này là bao nhiêu mà sự cám dỗ, trong cái cõi này bây giờ nó nhiều người hư hỏng lắm, mà tại sao mà cái nơi đó có nhiều người, rất là nhiều người niệm Phật. Ô quá thù thắng. Có thằng nào nhỏ xíu xíu bằng áo vàng vàng, giả có một tình độ dữ dằn người ta. Ô phóng quang đi. Quý vị biết rằng phóng quang quý vị nên bị vui nè. Ngồi nghe tình độ mặt tươi rói thấy chưa? Quý vị mà không được Phật A Di Đà gia hộ bị ngồi đi bị ngủ sạch nhất. Phật gia hộ cho bị nghe tịnh độ đó, nên bị nghe được chứ. Gặp mà quý vị mà không được Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ và gia hộ bị ngồi bị làm nè. Nó đau, nó đau mình mẩy vị, mà nó quẹo kỳ lắm. Giống ngự có sừng sống. Thấy chưa? Hoặc là nhiều bà ngồi với mấy bà làm nè. Trời, mình giảng tịnh độ đây mà mấy bà ngồi với bà làm nè, chắc hết giảng luôn quá. Gì đó mày, trời. Một tiếng rồi đó các cụ ơi, một tiếng rồi đó nha. À, nên á, hướng này đều vui, hướng này cũng vui,
sau lưng Phật cười. Thấy chưa? Thấy không? Đó, đúng là tịnh độ thù thắng. Mấy cụ mà mỗi tầng thứ hai có chồng nhìn Đức Hoa giảng pháp không các cụ? Vui mà các cụ. Bữa nào mua bánh kem cho ăn. Không phải vì cái chuyện ăn uống đâu quý vị, mà là tình thương mến thương. Tình thương mến thương á. Ơi cậu. Đó. Hồi sáng có hai cái thằng trai đẹp trai lắm, cao ráo ngon lành luôn. Vô chùa mình xin cộng tu. Bước lại gặp những đức này. Dạ con chào thầy. Chúng Bồ Minh nói đâu đến thì chờ này, chúng Bồ Tát đến thị hiện kìa, sao ngủ kìa. Hai thằng tự nhiên thằng đứng bên, mà hai thằng làm Iran à. Thằng này đưa bên tay đây, thằng đưa tay bên kia. Hai thằng dạ con chào thầy. Mình nhìn nói ủa sao nhìn giống hai vị Hoàng Châu cách cách quá vậy. Tại vì làm mất cười thế kia. Ta nói ta gặp cái thầy ta chấp tay ai chứ đào vợ. Thấy không? Con này tự nhiên gặp mình cứ thằng dạ con chào thầy. Đâu sao giống Hoàng Châu cách cách quá trời. Ở đâu đến đây. Dạ chúng con ở chắc cà đang uống đứa ta. Ngộ thế ghê trời. Nói ủa đến đây làm chi. À, xin cộng tu thầy à. Hai chả nói chuyện tự nhiên mình nói cái tự nhiên chút dính luôn trời. Tại hai chả bẻ mồm bẻ miệng, hai chả nói cái chút cái tự nhiên mình làm thấy mình nói như vậy thì ôi trời trời không kỳ cục. Ai để đó mình dính theo kỳ cục cái trời. Tự nhiên sao mình giữ mình bình thường tự nhiên sao hai nói chuyện tự nhiên chút mình nói như vậy tự nhiên mình đưa tay. Thấy chưa, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha quý vị. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nó mới có một chút xíu thôi mà nó lậm. Tự nhiên mình dạ yeah, thì nó chỗ đó nguy hiểm quá. Ở xong rồi những đứa nói để đưa qua cho thầy những lần. Nên như Đức nói với những ăn bởi như Đức nói nè. Bây giờ hôm cũng có hai thằng vô nó làm gì, nó không làm kiểu gì mà nó làm gì nè. Đưa qua cho Dựng Lăng, ổng rèn luyện một tuần sau nó làm. Không biết ông bắt nó làm cái gì. Mà tự nhiên thời gian mạnh thế ghê. Bữa nay vậy là bữa nay có hai thằng gì thì mình đưa qua cho Dựng Lăng nữa. Thôi kệ đi, chúng sanh đâu muốn tu quý vị. Giúp cho anh ta. Vì Phật A Di Đà ngày đó phát nguyện chúng sanh nghe danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn. Không có ngoại trừ BD đâu. Căn chân thật niệm Phật là ngày rước sạch nhất hết trơn, không có nói vòng vo chứ. Nhưng mà vô đừng có chọc ai làm BD theo thôi. Cái nghiệp duyên của mình nó đã vậy rồi, không thì giờ mình vô mình tu bình thường. Chứ mình đừng có đi giỡn đi để cho mấy anh em ta làm theo. Hiểu không? Thì tôi á thì tôi vậy thôi chứ tôi duy trì tôi giữ được bản thân tôi lắm. Tôi có làm theo đừng có sợ. Hiểu không? Nhưng mà ghê lắm á nghe. Cẩn thận nha mấy anh em. Không cẩn thận là thời gian là làm theo đó trời. Không có giỡn đâu. Ừ. Thời gian mà tự nhiên những quan rồi những thịnh rồi ông nào bước ra cái trời là tiêu hết trơn luôn. Không phải giỡn đâu quý vị ơi. Phải duy trì cái tâm mạnh dữ lắm. Hiểu không? Ngày xưa mà trên kia mà quý vị biết đi vô 20 ông mà một thời gian nó lôi theo thêm 40 ông Iran vậy luôn, nó chết mồ rồi trời lên tội. Kiểu này thành chắc cái ổ luôn quá. Nó đi đâu cũng mà khi mà mấy anh vô phòng mấy anh cầm giải làm ngộ lắm. Anh cầm giải làm nè. Nà. Nó cái bụng thôi chết mồ. Cái gì đâu mà nó kỳ cục quá trời kỳ cục.
hiểu không? Nên mấy anh em phải duy trì cái tâm, nghe chưa? Vô mà gặp trường hợp ai mà vậy đó mà ta là à mà đó. Đó đó, Nhân Lan đồ cẩn thận, Nhân Lan phải đơn giản. Nhân Lan mà không đầy đủ sức mạnh đó nghe, quản chứ từ từ mà mai mốt còn Nhân Lan mà à. Bước ra công chúng mà sáng gặp mấy cụ, xin chào các cụ. Các cụ khỏe không? Kiểu này nguy hiểm lắm nha quý vị. Thôi chúc vị an lạc nha. Quyết chí về cực lạc nha các cụ. Nhớ vui ở cõi đời này, có niềm vui nào, bữa tiệc nào cũng tàn quý vị. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng ta phải về cực lạc. Thấy không? Nên quý vị là đây mà nghe buổi giảng này, Phật tử mà khắp nơi mà đang trực tiếp mà đang nghe nghe, cái tâm quý vị khi vui là nó sạch sẽ cái buồn. Nhớ quý vị nhớ nè, vui thì hết buồn mà buồn thì hết vui. Quỳ vô. Rất là đúng. Quý vị chọn đi. Chọn đi. Không lẽ chọn buồn? Vì như Đức nói dễ hiểu thôi, vui thì hết buồn mà buồn thì hết vui. Quý vị chọn đi tỷ vậy à. Nếu quý vị chọn vui thì nó hết buồn, mà chọn buồn thì hết vui. Thấy không? Nên sống sao cho vui. Nên mình giảng mình không có cười chê ai hết. Ai vô đây mà niệm Phật là mình giúp người ta. Chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, gầy dựng ngay tín nguyện. Vì mục tiêu của mình đi tu là mục tiêu giải thoát. Mà gặp ngay pháp môn tịnh độ mà câu Phật hiệu này là chúng ta chân thật niệm, thì cái tâm giải thoát của mình sẽ duy trì. Nên cần phải tín nguyện đối với câu Phật hiệu. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh phải tín nguyện với câu Phật hiệu, thì nó sẽ duy trì được cái tâm giải thoát cả đời. Nhiều người ta niệm Phật dài 3 năm, 10 năm, nhưng mà người ta không có tín nguyện với câu Phật hiệu, nên người ta niệm giết rồi người ta thấy giống như nó vô vị. Rồi tự nhiên người ta nản lòng, rồi người ta lại nghi, người ta sanh tâm nghi là niệm Phật như vậy có chắc không ta? Đó mình đi tham học, mình hiểu, mình hỏi tới một số người coi, một câu Phật hiệu này có chắc chắn không? À, có chắc chắn thành tựu con đường giải thoát hay không? Nó tự nhiên mình sanh một cái tâm nghi ngờ. Xin thưa quý vị rằng, những đức từ khi gặp pháp môn tịnh độ, chúng ta phan nói gì cái chuyện đời này có Phật có rước chúng ta về cực lạc hay không? Bây giờ chúng ta hãy nhìn trong mười mấy năm nay những đức chuyên niệm Phật, cái hiện đời nhiều người đi tu đã không bằng những đức. Nghĩa là hãy nhìn từ ngay chỗ này thôi để chúng ta tin tịnh độ. Nhiều người chúng ta đi chi cầu cái mà ngoài tầm tay dối của chúng ta. Nghĩa là chúng ta là người niệm Phật là việc của mình làm, còn tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Mà cái chuyện này mình đi chen vào việc của Phật làm, mình để chừng nào Phật làm việc đó thì Phật sẽ làm. Còn cái chuyện của mình là chuyện mình cứ niệm Phật đi, mà mình đi tìm hiểu, mình đi hỏi han làm sao có chắc ăn không, đó là do mình nghi. Nên cái tâm nghi đó nó dẫn dắt mình đi lang thang, cuối cùng mình lại bỏ đạo. Bỏ đạo. Nhưng Đức thấy rất nhiều người nghe quý vị, nhiều đó, mấy gia đình luôn. Hồi xưa mà gọi những Phật tử thường thành, hồi sáng nghe Đức giảng, mà thấy họ đi qua nước ngoài, họ mua cua, mua ghẹ, cánh gà họ ăn, rồi tim ngỗng đồ họ ăn, trong khi họ ngày xưa là những Phật tử thuần thành đó quý vị, hộ trì Tam Bảo dữ dằn lắm á. Ngày xưa mà những Đức trên Đà Lạt 5 năm mà biết họ, họ là những Phật tử tu dữ lắm. Nhưng mà sau này họ đi tìm hiểu đầu này đầu kia đầu nọ, qua Tịnh Tông rồi, cũng hình như cũng có đi đảnh lễ Đại Lão và Tự Tịnh Không nữa. Nhưng mà họ vẫn bức là vì ngay chỗ nào quý vị, mục tiêu là câu Phật hiệu mà họ không gầy dựng. Thêm cái nữa, tại gia không chịu dụng công tu. Có nghĩa là một tháng chờ đến chùa một hai lần, nhưng về nhà không bao giờ dụng công tu. Đây là cái lạc đạo. Đại Lão và Tự Tịnh Không nói 3 ngày không nghe pháp, Bồ Đề Tâm lui sụp. Chúng ta bây giờ chúng ta nói rằng
Một ngày không nghe pháp, phiền não liền nổi lên. Nghĩa là ngày nào cũng phải được nhắc nhở, ngày nào cũng ung đúc, ngày nào cũng nhắc nhở, ngày nào cũng ung đúc. Mà nếu như mà gây dựng được ngay câu Phật hiệu mà làm việc gì cũng xin niệm Phật, quý vị sẽ biết rằng cái câu Phật hiệu này không có giải thích được hết đâu. Tại vì chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu, tụng cùng mình không có giải thích hết được. Nhưng mà khi mình niệm Vạn Đức Hồng Danh thì cái câu Phật hiệu này lạ thay là nó cân bằng tâm cho mình. Câu Phật hiệu này nó cân bằng cái tâm cho mình đó, mình phải tin chỗ này. Tại vì chính bản thân Đức làm bao nhiêu việc mà thành công là nhờ những Đức là cái gầy dựng cái gốc niệm Phật, nhưng nó không có bỏ gốc. Còn nhiều người người ta đi cấm gốc, mà người ta cấm giết mà bứt cái gốc chính của mình luôn. Còn những Đức thì đem tất cả cái gốc nhỏ gốc lớn gì Đức cũng cấm ngay cái gốc A Di Đà Phật. Thành công. Nghe không? Có những người ta chưa hiểu được tịnh độ là gì. Có những người người ta nghe mình giảng, những người ta bình luận. Như hồi sáng có một câu cái ông đó bình luận nói: quý thầy dạy chỉ có niệm một câu Phật hiệu, bỏ hết tất cả những thứ khác, niệm một câu Phật hiệu là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Việc này có vô lý hay không? Nói ông có hiểu gì đâu mà vô lý hay không vô lý. Hiểu không? Thật sự mà nói thì cái lý gì xác thực nhất nè, những Đức từng nói rằng bản thân những Đức là người cái gì đâu. Phải chi mà những Đức là người ngoài đời mà học thức mà bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ. Đi vô chùa những Đức còn phải học thêm Phật học, rồi những Đức ra tiến sĩ rồi. Vì nói ông này do ông quá giỏi, ông học quá giỏi, nên bây giờ ông làm được những chuyện này, ai mà làm được như ông. Nhưng mà không ngờ cái nhân duyên của những Đức là những Đức chưa từng bước đến một cái trường học dù chỉ là 10 phút. Đúng không? Chỉ cần nhìn nhận chỗ này thôi được rồi. Bây giờ quý vị coi ngày Chủ Nhật người ta mấy ngàn người ta đến ta cộng tu Chủ Nhật. Nếu người ta không được lợi ích ta lợi làm chi? Ngồi bao nhiêu thời gian? 1 tiếng 45 phút, gần 2 tiếng. Quý vị nói ngồi gì đơn giản lắm hả? Vì ngồi chừng 45 phút 1 tiếng đồng hồ là chuẩn bị đã rất đau rồi. Vì mà ngày Chủ Nhật họ ngồi gần 2 tiếng đồng hồ. Mà quý vị biết rằng nghe, cái vị trí mà gần chỗ như Đức giảng đó nghe quý vị, là cái vị trí đó chiều thứ bảy là người ta phải chiều thứ bảy là người ta phải có cái vé chỗ đó. Thì sáng Chủ Nhật người ta phải tranh thủ lên tu nữa, rồi tiếp tục phải duy trì cho tới 8 giờ rưỡi rồi mới ngồi phía trước. Mà từng nào cũng vậy thì quý vị biết rằng là chắc chắn người ta phải được lợi ích người ta mới làm gì. Chứ nếu như mà người ta không được lợi ích nghe, quý vị kéo người ta lên ngồi người ta cũng chạy chốt. Trời ơi, ngồi gần 2 tiếng như bị tra tấn như thôi. Ông là ông, tôi chốt lợi chi. Con này càng ngày càng đông lên quý vị, càng ngày càng đông mà ai lợi tôi thì cũng an lạc. Nội mà như vậy thì quý vị thấy câu Phật hiệu thù thắng cỡ nào chưa? Đúng không? Nên cái người không có cảm nhận, cảm thọ được thì họ không có biết được. Quý vị coi bây giờ đơn giản thôi, 3-4 điểm chùa mình mà gần 2.000 con người, quý vị nói ở nhà bị lo có 1-2 người thôi, quý vị nghĩ sao? Cái này gần 2.000 người, quý vị thấy có ngày nào thiếu cơm ăn không? Rồi có ngày nào thiếu đồ ngủ đúng không? Trái cây lại rai, thay đổi món lại rai. Thì coi bây giờ người trong chùa có ai mà nói là ốm ho gầy mòn đói khát gì đâu. Ai cũng mà mập mạp, trẻ đẹp. Đúng không? Vậy là quá đặc biệt rồi. Trong khi ở nhà người ta hai vợ chồng một đứa con mà người ta không có thời gian rảnh. Thấy chưa? Cùng mình đây còn có thời gian rảnh ngủ nghe niệm Phật đồ chơi lấy ra. Thấy không? Đi vòng vòng chùa niệm Phật đồ nữa, còn có thời gian nữa, thấy chưa? Người ta chỉ có 2-3 người ở nhà ngoài đời thôi. Mà vậy mà người ta bù đầu bù cổ người ta làm việc, không có thời gian đó quý vị. Đó. Nên từ nơi đó quý vị thấy một câu Phật hiệu quá thù thắng rồi còn cái gì. Nên mỗi một con người phải nhận thức được cái pháp tu này nè. Cái pháp tu này giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Cái người mà không áp dụng thì nói thừa, khỏi cần phải nói tới.
mà không biết thì dựa cột mà nghe. Chưa? Nghĩa là đi lang thang học tá lả âm binh hết trơn thì cứ học đi, rồi thấy làm được cái gì đâu. Ôi ôi, có những cư sĩ đồ giỏi kinh khủng luôn. Họ cư sĩ thôi mà họ học họ giỏi lắm đó quý vị. Nói đến gọi là tam tu sao sao, tứ tu sao sao, nó, rồi tu cái gì, rồi nhập thất sao sao, cách tu gì gì, họ biết tá lả âm binh chứ. Nhưng mà cuối cùng có làm bằng những đức không? Rõ ràng chưa? Này xác thực luôn á. Không, có những cái nghe quý vị, giống như là kiêu ngạo vậy, nhưng mà dập tắt những người càng kiêu ngạo. Tại vì sao? Họ cũng ghê lắm á quý vị. Ừ, họ cũng học được chút văn tự, họ kinh lắm á. Họ cũng là đấu đá nói này nói kia trên trời dưới đất, nó khỏi cần nói bạn. Chơi như tôi nè, cứ chơi đi. Bạn khỏi cần nói dòng do tam quát, bạn có nói nhiều có bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn làm như tôi đi. Đó, bao nhiêu chương trình tôi làm được hết trơn rồi đó. Là từ đâu? Câu Phật hiệu. Đúng không? Mục tiêu là ngay câu Phật hiệu quý vị. Nếu nhà Đức bỏ câu Phật hiệu không biết nói cái gì luôn nữa. Chỉ có một câu Phật hiệu mà những Đức nói thao thao bất tuyệt, bỏ câu Phật hiệu không biết nói gì luôn. Nên những Đức mà chỉ cần mà không niệm Phật nữa, không biết giảng sao nữa, chỉ cần có còn có con đường màu à, xách gói về quê. Về quê đi cắm câu cá lóc. Hiểu không? Bây giờ mà nắm chắc câu Phật hiệu này là những Đức nói bảo đảm quý vị luôn á, khỏi cần xách gói, khỏi cần dọn đồ, Phật rước quý vị đi, khỏi cần đồ đạc luôn. Phật đến trước chúng ta nói bạch Đức Thế Tôn, bạch Phật A Di Đà, con có cần xách đồ đạc đồ theo gì chỉnh không? A Di Đà nói khỏi con, giường chiếu đồ sao khỏi luôn con. Của cải đồ đạc ở đây sao Phật, bỏ đại đi con, chỉnh đầy đủ dữ lắm, cái gì cũng ngon lành ở đây, đồ ở đây mà ăn thua gì con. Đi thầy cho ta đi. Lúc đó chúng ta nói Mô Phật, con đi theo A Di Đà Phật. Đó, khỏi cần lo. Đó, nên mỗi một con người phải quyết chí về đời này về cực lạc. Nha. Chúc đại chúng an lạc nha. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này không mà tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.